cận cảnh căn hộ 8 tỷ đồng của mẹ con tình cũ Trường Giang, ngôi nhà mà Quế Vân đang sống cùng con trai và mẹ ruột có giá trị lên đến 8 tỷ đồng tại Hà Nội. Từng vướng phải rất nhiều chuyện không hay khi còn hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Quế Vân dường như rút lui khỏi showbiz để tập trung cho việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Được biết hiện tại Quế Vân đang sống trong một căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội. Thời gian gần đây, Quế Vân thường xuyên chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình những hình ảnh căn nhà. Được biết đây là một trong những niềm tự hào của cô khi đã cố gắng để có được một căn nhà tiện nghi và sang trọng. Không gian nhà của Quế Vân không xa xỉ như nhiều người đẹp khác, nhưng cũng khá sang trọng. Nội thất trong căn nhà được bày trí tối giản. Được biết, Quế Vân dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho căn nhà, sắp xếp mọi thứ một cách thẩm mỹ nhất. Căn hộ Quế Vân đang ở có giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Chiếc piano bày ở phòng khách của cậu con trai. Căn hộ của Quế Vân rộng 150m² với 4 phòng ngủ. Quế Vân thường xuyên cắm hoa trưng bày trong không gian căn nhà của mình. Phòng ngủ sang trọng của Quế Vân. Chưa bầu, Lan Phương diện bikini khoe ngực eo phơi phới, đến lúc bụng vượt mặt vẫn cố mặt nhìn kết quả mà cạn lời. Tăng 15kg mà vẫn dám mặc bikini, Lan Phương khiến ai nhìn cũng phải choáng váng. Vốn là một sao nữ có thân hình thon gọn, sau khi mang bầu, Lan Phương bỗng chốc tăng cân chóng mặt, gần 15kg so với lúc còn son rỗi. Với thân hình thon thả ngày trước, Lan Phương thỏa sức diện những bộ bikini nóng bỏng, khoe được vòng eo con kiến. Tuy nhiên hiện tại khi sắp đến ngày sinh, nữ diễn viên vẫn không ngại mặc đồ bơi khoe bụng bầu. Lúc chưa mang thai, thân hình của Lan Phương khiến nhiều chị em phải ghen tị. Không có vòng 1 quá nổi trội, nhưng vòng 2 lại cực chuẩn. Nữ diễn viên cũng nhiều lần cảm thán và so sánh hình ảnh hiện tại và trước đây. Ôi, thân hình hồi trước của mình sao lại đẹp thế nhỉ? Và buồn cười khi so mình và hồi đó, Lan Phương chia sẻ. Không giữ được vóc dáng, nhưng cô được người chồng động viên sau sinh sẽ lấy lại dáng nhanh. Thân hình quyến rũ gợi cảm của nữ diễn viên thời còn thiếu nữ. Giờ đây cô khó lòng mà diện những bộ bikini bé tẹo như này nữa. Mang bầu khá lớn, nhưng Lan Phương cũng không quên thực hiện một số hoạt động thể thao nhẹ nhàng, giúp bà bầu khỏe mạnh hơn. Mẹ bầu nhưng vẫn phải đi bơi, cô kín đáo hơn khi mặc thêm một lớp áo lưới bên ngoài. Vòng 1 căng tràn của bà mẹ bỉm sữa tương lai. Lan Phương tranh thủ làm những động tác thể dục nhẹ nhàng giúp cơ thể giảm đau vì cô thường xuyên bị đau ở khớp ngón tay và chân. Thấy soái ca nhận đền 240 triệu thay tài xế cứu người, Duy Mạnh phát ngôn một câu quá phũ phàng. Đối diện với nguy cơ đền bù 240 triệu đồng vì bẻ lái để cứu hai nữ sinh, tài xế được vị đại gia trẻ sẵn lòng giúp đỡ, câu chuyện đã vang đến tai thánh khóa mõm Duy Mạnh. Mấy ngày nay, mạng xã hội xôn xao vụ cứu người như anh hùng của tài xế Đỗ Văn Tiến, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khi anh Tiến đang điều khiển xe tải của mình, thì không may gặp phải hai nữ sinh ngã lăn ra đường. Để cứu người, anh Tiến đã bẻ tay lái ô tô và không may chèn vào hai ô tô 4 chỗ bên đường. Hậu quả anh Tiến bị thương và phải đền bù 240 triệu đồng. Thu bằng lái xe, trước nguy cơ tài xế Tiến có thể vướng nợ nần lớn sau khi cố gắng cứu mạng hai nữ sinh, tránh tai nạn thương tâm xảy ra, đã có Mạnh Thường Quân đã ngỏ ý muốn giúp đỡ tài xế này nếu trong trường hợp bảo hiểm không chi trả. Cụ thể, vị Mạnh Thường Quân này chính là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, anh viết, nếu anh bẻ lái cứu hai cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu và giam bằng lái, tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho anh tới khi trả lại bằng, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu hai mạng người. Các anh lái xe hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh. Các bạn Facebook có thể giúp tôi liên lạc, loại trừ những lỗi khác của anh, nếu có như có cồn, bằng, giấy tờ xe hay tốc độ không đạt. Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chia sẻ sẽ thay anh Tiến trả số tiền trên và trả lương cho đến khi anh nhận lại bằng lái. Được biết, Nguyễn Hoài Nam là một doanh nhân có tiếng, chồng của Hoa Khôi Thể Thao 2005 Nguyễn Thu Hương. Anh Nguyễn Hoài Nam là giám đốc Bizora Việt Nam, một chi nhánh của tập đoàn thuộc Malaysia. Anh từng học quản trị kinh doanh thuộc Đại học Nam California và bắt đầu sự nghiệp với vị trí giám đốc kinh doanh. Điều đặc biệt, dù không phải là người nổi tiếng, nhưng Facebook của anh có lượng người theo dõi và tương tác khá lớn.
Trên Facebook cá nhân, anh Nam thường kể những câu chuyện đời thường có xu hướng hài hước hóm hỉnh. Thậm chí, anh còn làm thơ tiếu táo đăng lên cho vui cửa vui nhà. Anh Nam còn rất vui vẻ trong cuộc sống thường ngày, hoa hồng đại diện cho thể loại tình yêu. Để người khác nhìn thấy, còn mắm tôm mới thực sự là tình yêu cháy bỏng. Ai mà chả từng ôm hoa hồng để up Facebook và vứt ngay hoa hồng để lao vào hôn mắm tôm. Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Hải Nam có hai con trai. Cuộc sống của họ rất vui, hạnh phúc nhờ sự tiếu táo của anh Nam. Dù đã kết hôn hơn chục năm, nhưng cả Thu Hương và doanh nhân Hoài Nam vẫn luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào âu yếm. Họ tôn trọng những giây phút riêng tư của nhau. Nhưng giữ được sự trân trọng đối với những giây phút sum họp, đoàn tụ ấm áp của gia đình. Trong một bài phỏng vấn, doanh nhân Hoài Nam cũng từng bật mí rằng chính sự hài hước này đã giúp anh nắm giữ trái tim người đẹp. Thu Hương là người ham làm việc nên tôi nghĩ cô ấy cũng thích sự chăm chỉ của tôi. Điều mà Hương thấy rõ của tôi là năng khiếu hài hước. Còn về phía Thu Hương, khi tâm sự về người chồng thú vị của mình, cô tiết lộ rằng anh cũng là một người khá đào hoa. Thế nhưng anh Nam là người nhân hậu và có hoài bão ước mơ. Không có gì quý hơn ở một người đàn ông mà bạn có thể tìm được. Họ là cặp đôi hiếm có, nhiều người ngưỡng mộ. Sau dòng status của anh Nam, rất nhiều sao Việt như MC Phan Anh, bà Trùm Venus Hạ Vi, ca sĩ Mỹ Dung đã gửi lời cảm ơn và ủng hộ hành động đẹp của anh. Hoa khôi Thu Hương cũng tự hào về quyết định của chồng. Cô chia sẻ, yêu chồng vì cái tội tốt bụng. Trong số các bình luận của sao Việt, cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến MC Phan Anh vì chính anh là người thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện quyên góp tiền bạc để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Lần này Phan Anh để lại bình luận, em gặp anh Tiến hôm qua rồi, em sẽ nhắn anh khi anh Tiến cần nhé. Ngay sau khi MC Phan Anh để lại bình luận, đã có người gửi lời đến ca sĩ Duy Mạnh với nội dung hỏi ý kiến thánh khóa mõm. Về lời bình luận của Phan Anh, lập tức Duy Mạnh trả lời, quan tâm làm gì cháu, để dành thời gian quan tâm đến bố mẹ và người thân trong gia đình đi. Có vẻ nam ca sĩ đã quá ngán ngẩm với việc bị lôi ra xin ý kiến mỗi khi có sự kiện nổi bật của showbiz và cả xã hội. Duy Mạnh đáp trả ngắn gọn khi fan lôi anh vào cuộc. Nam em dính phốt thả thính Quý Bình, bạn gái cũ của anh Lê Phương phản ứng như thế nào? Lê Phương đã chia sẻ khi đọc được những đoạn bình luận có người tố nam em từng thả thính Quý Bình và Ngô Kiến Huy. Thời gian vừa qua, nam em liên tục dính thị phi khi tiết lộ từng yêu Trường Giang có quen với đại gia Chu Đăng Khoa. Không những thế, cô còn cảm nắng Kiều Minh Tuấn khi tham gia đóng chung phim. Chưa dừng ở đó, trên mạng xã hội bắt đầu truyền tay nhau thông tin nam em từng thả thính Quý Bình và Ngô Kiến Huy. Tin đồn xuất phát từ một tài khoản cá nhân bình luận trên trang của stylist Nguyễn Thiện Khiêm. Cụ thể, nam em bị tố thả thính Ngô Kiến Huy, dù nam ca sĩ này và Khổng Tú Quỳnh đã có 9 năm bên nhau. Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy đã tỉnh táo và không dính thính của nam em. Ngoài ra, nguồn tin này còn cho biết thêm, trong khi Lê Phương và Quý Bình đang hẹn hò, nam em cũng đông đưa nam diễn viên này. Lê Phương biết chuyện rất bực mình, nhưng không phải bó tay. Nam em dính tin đồn thả thính với Ngô Kiến Huy và Quý Bình. Ngô Kiến Huy và nam em từng cùng nhau tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Quý Bình và nam em cùng tham gia một cuộc thi ca hát trên truyền hình. Dù dính tin đồn này, nhưng nam em Quý Bình hay Ngô Kiến Huy chưa lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, cư dân mạng lại truy lùng được những bình luận của diễn viên Lê Phương, bạn gái cũ của Quý Bình, về người đẹp nam em. Lê Phương không ngại cho rằng kế hoạch truyền thông của nam em đã thành công mỹ mãn. Bạn gái cũ của Quý Bình là Lê Phương cho rằng kế hoạch truyền thông của nam em đã thành công mỹ mãn. Ngoài ra, khi stylist Nguyễn Thiện Khiêm dựng lên một bài báo và bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc nam em tố tình Trường Giang rằng biết người ta có người yêu rồi vẫn nhào nhào, giờ lên báo tâm sự cũng chưa chắc là hay, nhất là con gái. Còn em trai kia thì khỏi bàn hen. Lê Phương để lại bình luận, hy vọng Nhã Phương sẽ hiểu là hiểu cái gì, hiểu như thế nào nhỉ. Trước đó Lê Phương cũng bình luận về vụ việc của Trường Giang Nhã Phương. Sau scandal tình ái với Trường Giang, nam em bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai. Khi được hỏi về chuyện tình yêu, nam em tiết lộ cô sống thiên về cảm xúc, thích những người đàn ông điềm đạm và ít nói. Tập 12 của một chương trình về ẩm thực vừa lên sóng, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả với sự tham gia của hai khách mời là Harry Lu và Hoa Khôi nam em. Lột bỏ vẻ kiêu sa lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện, nam em xuất hiện giản dị pha nét tính cách tinh nghịch.
Sự xuất hiện của nam em khiến các đầu bếp loạn nhịp và liên tục tranh giành ghế chỗ ngồi được gần với nam em. Đặc biệt, đầu bếp Hoàng Nhân không ngừng thả thính, giới thiệu với khách mời rằng mình đang độc thân và nấu ăn rất ngon. Trước tình cảm của nam đầu bếp đẹp trai, nam em tiết lộ mình là người sống thiên về cảm xúc, thích những người đàn ông điềm đạm ít nói. Cô xin lỗi khi thẳng thừng khẳng định mình chưa rung động trước lời tỏ tình của anh, khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả. Nam em được biết đến là một người mẫu hoa hậu nên cô thường hạn chế ăn những đồ nhiều dầu mỡ và tuân theo chế độ ăn hợp lý. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 chia sẻ, cô rất thích ăn các loại trái cây và các món có nước nhưng phải nêm nếm gia vị thật nhạt, kể cả rau cũng không được chấm nhẹ với nước mắm. Khi được hỏi về món ăn tuổi thơ, Harry Lu khiến mọi người bất ngờ với câu nói "Em không có món ăn tuổi thơ". Từ nhỏ Harry đã qua Việt Nam từ rất sớm, bố mẹ thì lại rất bận rộn. Nhiều khi chỉ gặp bố mẹ 1-2 tháng một lần. Harry hồi nhỏ sống chung với một chị giúp việc nên chị ấy ăn gì, Harry ăn theo, anh chia sẻ. Sau những ồn ào không hay về gương mặt, Harry Lu gần đây tự tin xuất hiện trên các chương trình truyền hình.